ô tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay thì em Hương lại lên sóng cũng như là báo giá những dòng xe đang được cập bến bên em đây Hương này. Và thêm bán tải này, Hyundai Accent số tự động 2011 và giá chỉ có 340-350 thôi. Những bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào thì kết nối Zalo cho em Lê Hương có hotline 0354602790 hoặc đến trực tiếp với địa chỉ bên em nhé. Xin phép em phải đội lón vào, lắng quá. Hôm qua có bác nào bình luận vào giờ hơi hay sao mà đi đội lón, thực sự là lắng quá, không đội lón không chịu được. Chào bác Nga Nguyễn này, chào bác Nguyễn Phương Đức này, chào bác chị Sim Vũ nhé. Chào bác Trương Nguyễn này, cảm ơn anh Trương Nguyễn ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em được không ạ? Số hotline em ghi ở đây rồi. Hôm nay em sẽ cố gắng là nói chậm hơn để các bác miền trong có thể nghe được lời em Hương nói. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Quan tâm về Vios hay những dòng xe như Hyundai i10, Kia Morning số tự động gia đình, em cũng chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi là có Kia Morning đi rồi. Em chào anh Bùi Tấn nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Để em ghim số điện thoại lên đây đã. 10 khách hàng rồi, mỗi bác khách hàng vào cho em xin một lượt chia sẻ thôi. Rất là lắng luôn, thật sự là rất là lắng và khó chịu. Em chào anh Lợi Phạm này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? Xe thì về cập nhật luôn tục, hôm nay em đã về thêm Accent này, bán tải BT50 này, Innova gia đình sử dụng không taxi và không khoan đục. Xe rất là đẹp luôn. i10 2015 2016 đều có luôn. Không biết là anh thích em Hương hay là muốn mua ô tô nữa. Chắc là phải thích cái người bán, thích cái cô này, cô lên nói chuyện nhiệt tình, bán giá ok thì mới mua được ô tô anh ạ. Nên là chia sẻ cho em Lê Hương lên các bác nhé. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em, lắng như thế này thì em chỉ làm một buổi báo giá tầm 30 phút thôi, không lại ngất nên đùng ngã ngửa ra thì chết. Còn bây giờ thì em Hương xin phép được quay sang cam sau luôn nhé. Để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Hôm qua em đang nghĩ là hôm nay em thử quay livestream bằng quay ngang điện thoại mà em lại quên mất rồi, lại quay dọc rồi. Em cảm ơn anh xưởng may Long Hải nhé, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Em Hương xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá đây. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Vios không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, đời 2015, giá chỉ có 350 triệu, bán tải BT50, về thêm máy dầu 2 cầu số tự động 2015, đẹp zin luôn, cũng chỉ có 510 triệu thôi. Em chào bác Trần Tuyến này, chia sẻ nhiệt tình cho em đây không ạ? 5 chỗ ngồi gầm cao em cũng có nhé. Accent số tự động đời 2011, giá chỉ có 340-350 triệu. Đêm ngày hôm qua thì em Hương đã đi vào trong Nghệ An và chốt xe rồi. Chốt xe trong Nghệ An về cho các bác nhà mình. Em cảm ơn anh ạ. Thế nào em sẽ đi ra lắng trước này. Đầu một phát ra lắng luôn. Em chào bác Đỗ Minh Anh đúng không ạ? Đỗ Minh Canh đúng không ạ? Em chào anh Hoàng Tử Bonsai nhé. Mỗi khách hàng xem báo giá livestream của em Hương, cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm. Nếu như hôm trước mà bác nào đang chốt mà trượt chiếc xe Fortuner của em Hương thì hôm nay em Hương lại về thêm một mẫu xe Fortuner đó đây. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao số tự động đời 2011, giá chào bán chỉ có 386 triệu thôi. Fortuner mà chỉ có 386 triệu thôi các bác nhé. Vừa mới cập bến bên em Hương này, hôm qua là chưa có đâu. Đêm ngày hôm qua mới về đây. Fortuner 2011 số tự động bản 2 cầu máy xăng, giá chào bán là 386 triệu biển Hải Phòng đây ạ. Lên đèn bi rồi, 7 chỗ ngồi gầm cao, xi nhan trên gương, xi nhan trên hông đầy đủ luôn. Máy xăng 2 cầu số tự động đẹp. Màn hình giải trí đầy đủ công nghệ option cho em Hương nhé. Fortuner đây ạ, chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? 386 triệu, em này thì còn rẻ hơn em hôm trước cơ. Mà xe cũng rất là đẹp luôn. 386 triệu có Fortuner này. Ở đây thì em còn có một em Hyundai i10. i10 biển 75 nước sơn màu bạc đẹp, bản nhập khẩu đời 2013. Em i10 số sàn này, động cơ 1.1, giá chào bán chỉ có 168 triệu thôi. 168 triệu có xe i10 đi các bác nhé. 168 triệu i10 đây ạ, đời 2013,
bán tải BT50 máy dầu số tự động 2 cầu. Em Hương đang bán là 510 triệu đồng. Sơn zin bên ngoài hơn 90%. Lên thùng thấp rồi. Máy số zin 100% luôn các bác nhé. 510 triệu đồng đời 2015 cho chiếc bán tải BT50 màu xanh đẹp của em Hương đây ạ. Biển 34 tư nhân sử dụng nhé. Máy dầu 2 cầu số tự động đẹp, giá chào bán chỉ có 510 triệu thôi. Có lẽ là vài hôm nữa em sẽ lên một video báo giá chi tiết về những dòng bán tải bên em. Có Nissan Navara màu trắng này, Nissan Navara màu kia, biển 29 Hà Nội mới về kìa. Có BT50 này, có Isuzu D-Max này, có Ford Ranger này. Hiện tại bên em đang sẵn rất là nhiều đầu xe bán tải. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em. Chào anh Thuận Lợi này. Cảm ơn anh Trương Nguyễn, em cảm ơn anh Bùi Tấn ạ. Tucson thì em Hương cũng mới về thêm một chiếc nữa đây. Nhưng mà chiếc này thì chiều em sẽ lên sóng nhé. Mới về thêm chiếc Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao SUV đây ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao có Tucson đi rồi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Ôi lắng quá, mới like được có mấy phút thôi mà hoa mắt chóng mặt rồi. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc xe Chevrolet Avel. Avel được sản xuất vào năm 2018, số sàn. Động cơ trang bị là 1.4. Giá chào bán là 255 triệu cho một siêu phẩm Chevrolet Avel đời 2018, đời này rất là cao luôn. 255 triệu Chevrolet Avel này. Em chào anh Thành Lê này. Y10 thì lúc làm bên em Hương cũng sẵn rất là nhiều Y10. Chiếc Y10 này của em Hương là đời 2015 bản nhập ấn, số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 320 triệu. Y10 nhập ấn biển 34, tư nhân sử dụng, số tự động đẹp. Gương kính thì auto tự động, túi khí an toàn, phanh ABS đầy đủ rồi. 320 triệu cho chiếc xe Y10 bản nhập ấn nhé. Số tự động đẹp của em Hương đây ạ. Thôi lên muộn đi. Em chào anh Dũng Ngô này, chào anh Nguyễn Nhàn này. Bác nào mà đang quan tâm về Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động giá cận nghèo thì em có nhé, 386 triệu có Fortuner đi. Thời gian trước thì rất là nhiều khách hàng về quan tâm về Fortuner nhưng không có. Hôm nay em mới về thêm đấy. Chào anh Nguyễn Sang, chào anh Nguyễn Nhàn. Em chào anh Trần Trọng Lích ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao, bên đây em có một lúc 3 chiếc xe. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Kia Sportage đời 2010, tư nhân gia đình sử dụng, một chủ gốc Hà Nội, máy số zin đẹp, đầy đủ công nghệ đồ chơi rồi. Cửa sổ trời toàn cảnh này, sấy sưởi kính này, điều hòa ghế hai vùng, điều hòa cả ghế luôn. 466 triệu cho chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Kia Sportage biển Hà Nội. Lên đèn pha rồi. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cả 4 bánh nhé. Đăng ký đăng kiểm còn đến 2023. Em Kia Sportage này là bản giới hạn, tức là phiên bản limited đấy các bạn. Bản limited nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi, điều hòa ghế hai vùng, điều hòa auto, tổ hợp phím bấm nghe gọi cho chiếc xe Kia Sportage ạ. Em chào anh Dương Văn Thuật này. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson nữa đây. Hiện tại bây giờ là em Hương đang có 2 chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Chiếc màu lâu kia cũng là 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng em Hương mới về, chưa lên giá nhé. Chiều em sẽ lên sóng này, biển Hà Nội. Em Tucson này là biển Hải Dương này. Tucson đời 2011, giá chào bán chỉ có 455 triệu. Số tự động đẹp 2 cầu, máy xăng 455 triệu đi Tucson gầm cao, 2 cầu máy xăng số tự động ạ. Bản nhập khẩu 2.0, đầy đủ công nghệ đồ chơi, xin nhan trên gương, cửa sổ trời, đầy đủ hết các bác nhé. Hệ thống phanh ABS, nói chung là nếu mà đi 5 chỗ ngồi gầm cao thì cảm giác người lái, người ngồi nó sẽ khác hoàn toàn với 5 chỗ ngồi gầm thấp nhé. Em chào anh Hữu Caro này, em chào anh Cường Móm này. Anh Cường Móm lâu lắm mới thấy xem livestream của em Hương nhé. Chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Số hotline em đã ghim rồi, 0354602790. Anh Khang Vũ ơi, chia sẻ cho em đây Hương đi ạ. Ở bên đây thì em còn có một chiếc xe Honda CR-V 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2009, biển 34, tư nhân sử dụng, lên đèn bi, cảm biến va chạm quanh xe trước và sau. Giá chào bán là 408 triệu, động cơ trang bị 2.0, có 5 chỗ ngồi gầm cao CR-V đây. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc xe Innova bản E xịn đời 2012, một chủ sử dụng, không qua taxi, không chạy dịch vụ và không khoan đục, em này máy số zin luôn. Innova đời 2012 bản E xịn, giá chào bán 338 triệu. Cam kết luôn em này là không taxi, không khoan đục và cũng không dịch vụ luôn các bác nhé.
Nếu như mà Innova mà taxi khoan đục thì đi lát lắm, không thể đi được đâu ạ. Anh ơi, xem một em là mạng có ổn định không ạ? Em chào, đây ạ, Innova đây ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Innova, một chủ sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Đời 2012 mà giá chào bán chỉ có 338 triệu. Giá này thì em sẽ bao rút hồ sơ cho mình. Nếu như các bác mà không cần rút hồ sơ thì em lại giảm thêm cho mình. Vì hồ sơ bây giờ rút thì đi lại sợ các bác vất vả nên em mới rút thôi. Chứ còn nếu như bán thì em không thích bao hồ sơ. Bao hồ sơ phải mất công đi rút mà. Tiền không ổn thôi. Dạ em cảm ơn anh người nạ nhé. Nói chung là xe với giá trị xe nó tương ứng với tiền. Nếu như mà khoan đục thì nó lại rẻ hơn 3-40 triệu thật đấy, nhưng em lại không muốn làm. Làm như thế rồi các bác bỏ ra một đống đồng tiền, cả vợ chồng vay mượn thêm mới mua được xe. Lại không may mua phải con khoan đục ngập nước rồi các bác về đi vài hôm các bác lại sửa. Vài hôm các bác lại Hương ơi xe nó bị làm sao thì em cũng vừa đau đầu mà các bác cũng đau đầu. Nên là tốt nhất là em không tránh những dòng ấy ra. Khoan đục nhiều là hay là khoan đục hay đâm xô thì em không làm. Bán hàng làm sao mà tối về ngủ nó còn ngon chứ, tối về nhìn thấy các bác gọi em giật mình thon thoát thì chết. Thì không dám làm đâu. Em chào anh Văn Trương nhé. Bên đây thì hôm qua bác nào hỏi em tài chính 150 triệu thì có xe nào. Thì em có một chiếc xe Lacetti EX. Em này máy số nhé, rất là ngon luôn. Giá rẻ là vì cái đời của em này thì nó chỉ thế thôi. Còn đây ạ, Lacetti EX 150 triệu khách hàng nhà mình. Em chỉ xem thôi, chị có làm mái và cửa. Em làm cho chị, em chị em lấy xe luôn. Làm mái và cửa nhá, thế đợi mình nhá. Đợi hôm nào mình trùng tu lại showroom, nhất định mình sẽ gọi bạn Dương Văn Thuật nhá. Bên đây thì em còn có Kia Morning này. Kia Morning thì em sở hữu full màu luôn. Một chiếc xe Kia Morning đời 2016 với lớp sơn màu đỏ đẹp, giá chào bán chỉ có 218 triệu thôi. Những bác nào mà xem livestream máy quay hơi chập chờn à. Em chào anh Đình Tuyến này, chắc là nó bị lắng quá anh ạ. Cứ hôm nào lắng quá là mạng lóng, à điện thoại nó lóng là có vấn đề mà. Các bác chia sẻ nhiệt tình lên cho em xem nào. Kia Morning đời 2016 giá chào bán 218 triệu đây ạ. 218 triệu cho siêu phẩm Kia Morning. Động cơ trang bị 1.2 số sàn. Màu đỏ em Hương có này, màu bạc cũng có luôn, màu trắng. Và có thêm cả một chiếc màu xanh, màu vàng nữa. Em này là 218 triệu. Còn nếu như bác nào 5 chỗ ngồi gầm cao màu đỏ đi em. Hiện tại bên em 5 chỗ ngồi gầm cao thì không còn chiếc nào màu đỏ anh ạ. Màu đỏ em chỉ có 5 chỗ Accent thôi, Accent hoặc Mazda 3 thôi anh ạ. Còn gầm cao em chỉ có màu trắng này, màu nâu này. Và một chiếc Accent, à một chiếc gầm cao là Kia Sportage là màu đen anh nhé. Anh người lạ ơi, em có Eco Sport này. Đây là một chiếc màu nâu đời 2016. Một chủ sử dụng biển Hà Nội. À đời 2015 em xin lỗi. Đời 2015. Giá chào bán là 366 triệu. À em này số sàn rồi. À em này vừa mới về. Em xin lỗi em nhầm với con kia rồi. Em này là vừa mới về đây ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao hàng hiếm đây. Bình thường các bác sẽ thấy rằng 5 chỗ ngồi gầm cao Eco thường thường sẽ là dòng số tự động đúng không ạ? Nhưng mà trong dòng số tự động vẫn có hàng số sàn. Thì hôm trước em về một chiếc màu trắng số sàn là bay luôn trong vòng 12 giờ lên tiếng. Lên sóng thì bây giờ em lại lên luôn một chiếc xe này. Eco Sport, một chủ sử dụng gốc Hà Nội, giá chào bán chỉ có 366 triệu thôi. 366 triệu là có xe 5 chỗ ngồi gầm cao đi. Số sàn zin đẹp luôn. Đời 2015, động cơ trang bị 1.5 đây ạ. Màn hình Z-Tech, tổ hợp phím bấm, khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng. 5 chỗ ngồi gầm cao số sàn, giá chỉ có 366 triệu thôi, hơn 300 triệu có xe 5 chỗ ngồi gầm cao đi, rất là thoáng. Lại còn số sàn nữa, phanh ABS, số sàn nhiều bác không thích đi số tự động thì em Hương có này. Một chủ sử dụng tư nhân, không taxi, không à, không khoan đục, không ngập nước, cam kết cho mình luôn nhé. Chào bác Phương Thảo, chào bác Hà Phùng. Mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ được không ạ? Em chào anh Nghĩa Phan ạ. Chào bác Nguyễn Hạnh, chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. Ở đây vợ chồng nhà mình có ai bác nào mà quan tâm về 5 chỗ ngồi gầm cao số sàn thì em Hương có đây ạ.
366 triệu có xe 5 chỗ ngồi gầm cao, lại còn số sàn đi rất là khỏe luôn. Giá chào bán sẽ bao rút hồ sơ cho mình nhé. Bên đây thì có Kia Morning đời 2016 đây, động cơ trang bị là 1.2, giá chào bán 218 triệu, số sàn Morning màu trắng của em Hương này. Một siêu phẩm phân khúc hạng D, xe chuẩn cán bộ luôn, biển 99. Một siêu phẩm Ford Mondeo, được sản xuất vào năm 2005, số tự động, xin nhan trên hông, xin nhan trên gương, phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh này. Em này giá cực rẻ luôn, 185 triệu đời 2005, số tự động đẹp, form dáng chuẩn cán bộ. Nếu như bác nào mà giáo viên này hay là huấn luyện viên này, em nghĩ những dòng xe này sẽ lịch lãm, hợp cho những cái bác mà kiểu công chức một chút, vì nhìn nó rất là sang ấy. Nhìn thì nó không hầm hố nhưng mà nhìn nó rất là sang luôn. Cửa lóc đầy đủ, số tự động đẹp mà chỉ có 185 triệu thôi. Rèm kéo cửa tự động luôn. Chia sẻ cho em đây, Hương hôm nay lên 100 khách hàng đi ạ. Mỗi một đầu xe em Hương báo ra, dù là xe cỏ hay là xe đời cao, em đều bớt cho mình 10 triệu đồng trên livestream. Bớt trực tiếp 10 triệu trên livestream. Như sáng ngày hôm nay thì em đã chốt rất là nhiều xe rồi. Khách ốp luôn từ 6 giờ sáng. Các bác từ Thanh Hóa này, từ Hà Nam này, từ Hà Nội xuống rất là sớm để mua xe. Sáng nay đã bàn giao 3 xe rồi. Rất mong rằng sau buổi báo giá này có em Hương lại chốt thêm xe khách hàng nhà mình nhé. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Carren đời 2010. Kia Carren biển 38, nước sơn màu vàng cát đẹp, đèn bi salon, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ này. Kia Carren đời 2010, giá chào bán là 270 triệu, số tự động đẹp 7 chỗ ngồi. Động cơ trang bị là 2.0, Innova số sàn đã là 2.0 rồi, mà Kia Carren 7 chỗ ngồi số tự động chỉ có 2.0 thôi ạ. 270 triệu. Bên đây thì còn một em siêu phẩm i10, nhìn form dáng rất là cứng cáp luôn. i10 đời 2017, động cơ 1.2, bản lắp ráp trong nước, số sàn em đang bán là 285 triệu. Bản này lắp ráp trong nước, i10 bản đổ, xin nhan trên gương, màn hình giải trí, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Trang bị thêm cả phanh ABS hai bánh trước này. Quay Eco Sport đi anh Hữu Ca rồi. Anh quan tâm Sport số tự động hay số sàn? Còn ở đây là chiếc xe Eco Sport vừa em đã nói qua rồi. Một chủ sử dụng. Đây ạ, biển Hà Nội, cam lùi đầy đủ, cõng trên lưng một chiếc ba lô. Một chiếc xe Kia, xe Ford. Ford Eco Sport đời 2015 đây ạ. Đời 2015 có Kia Sportage 5 chỗ ngồi gầm cao đi. Em này phải gọi là hàng siêu hiếm. Từ đầu năm đến giờ đây là chiếc thứ hai về bên em, thì các bác phải hiếm như nào rồi mới có 5 chỗ ngồi gầm cao. Lại còn là số sàn mà giá chỉ có 366 triệu thôi. Lên màn hình Z-Tech cực lớn này, điều hòa auto, ghế da cao cấp luôn. Anh Hữu Caro để lại số điện thoại cho em. Em còn cả số tự động nữa nhá. Eco này là số sàn này, 366 triệu một chủ sử dụng đời 2015, biển Hà Nội luôn. Anh Hữu Caro để lại số điện thoại cho em để em tiện tư vấn cho mình về dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Eco Sport em có số sàn và có luôn cả số tự động nhé. Đằng sau chiếc Eco là một chiếc xe Mazda 6 giá cực yêu luôn. Mazda 6 đời 2004, giá chào bán chỉ có 178 triệu. 178 triệu có Mazda 6 đi, động cơ trang bị là 2.0, đời 2004 các bác nhé. Form dáng bản sedan rất là đẹp luôn. Mazda 6 đây ạ, 178 triệu, quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em. Em chào anh Hồ Đình Tân, chào anh bác Lê Trường An. Em chào bác Mỹ Hạnh Phạm này, chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Mazda 6 đây, sedan hai đầu zin đẹp luôn mà giá chỉ có 178 triệu thôi. Accent thì em Hương còn có cả số tự động màu trắng nhé. Mạng lát quá à. Các anh ơi, hình như mạng nó hơi bị lóng máy, nó hơi bị giật. Các anh để lại số điện thoại để em tư vấn nhé. Anh Cường ơi, anh xem mạng có lát không? Em chào bác Nguyễn Hoàng Hải này. Ở bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Hyundai Accent bản nhập khẩu. Bản này là bản Blue cao cấp, đời 2015, giá chào bán là 383 triệu.
Động cơ trang bị là 1.4 nhá, nhập khẩu 2015. Anh có xem mã con lác không? Tôi lác ngập hấp nước này. Đây ạ, các bác còn nhìn rõ bài viết của em không ạ? Nhìn thấy bài livestream của em không ạ? Chấm một chấm vào đây cho em được không ạ? Anh Nguyễn Hoàng Hải ơi, anh Nguyễn Thế Vinh ơi, chia sẻ ở em Hương nào. Em chào anh Đặng Văn Huy này. Bên đây thì em Hương có Accent nhá. Accent đời 2015 bản nhập khẩu số tự động đẹp, mà giá chào bán chỉ có 383 triệu thôi. Nước sơn màu trắng đẹp lên đèn bi salon và có dải đèn led rồi. Xin nhan tích hợp trên gương, bản này sẽ có cửa lóc cho em nhé. Cảm ơn anh người nạ. Chào anh Phạm Văn Bình. Quan tâm xe nào thì cứ bảo em để em sẽ quay chi tiết cho mình nhé. Innova Bắc Hòa Quy, Innova không? Em có Innova anh ơi. Innova em có bản E và bản G. Anh đang quan tâm về chiếc xe Innova bản E hay bản G nhỉ? Để em tư vấn cho anh nhỉ. Accent đây ạ, 383 triệu. Em sẽ quay một chút lại Innova cho anh Hà Quy nhé. Chào bác Bùi Thảo nào, chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Chào bác Su Su. Innova thì em có chiếc 18 này. Innova đời 2012, một chủ sử dụng, không khoan đục, không taxi, không chạy dịch vụ. Máy số zin đẹp, một chủ từ mới. Bản E xịn đời 2012, giá chào bán là 383 triệu. Màn hình giải trí rồi, túi khí an toàn rồi. Đây anh ơi, đây anh ơi. Chiếc Innova này của em Hương là bản E xịn biển 18 các bác nhé, biển 18. Xin phép cả nhà em xin miếng nước, nó không khô quét cả cổ rồi. Anh Nguyễn Thế Vinh ơi, đây anh ơi, anh đang quan tâm chiếc xe nào à? Chào bác Việt Trường này. Em quay lại Innova cho bác Hà Quy này. Innova 2012, một chủ máy zin, không khoan đục và không taxi dịch vụ. Giá chào bán là 338 triệu. Đây ạ, 2012 quay rõ cả biển này các bác, có chốt thì nó đơn giản hơn nhá. Em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết cho mình về mẫu xe Innova này. Anh Hà Quy ơi, để lại số điện thoại cho em. Màn hình giải trí, túi khí an toàn. Chia sẻ rồi người đẹp nhé. Em cảm ơn anh Hà Quy, anh Nguyễn Thế Vinh. Anh Nguyễn Thế Vinh chắc là mới xem livestream của em. Đừng quên ấn cho em một nút thích kênh nhé, để ngày mai chúng ta lại có cuộc nói chuyện trực tiếp trên livestream của em Hương nhé. Chào bác Đào Lệ ạ. Accent đây ạ, Accent đời 2015, bản nhập khẩu số tự động đẹp. Nước sơn thì màu trắng nhé, 383 triệu. 383 triệu có Accent đi rồi, số tự động đẹp. Hôm qua thì em có chốt một chiếc xe Lacetti SE về làm dâu Thanh Hóa rồi, nước sơn màu đen đẹp. Thì hôm nay em có thêm một chiếc xe Lacetti SE như em này màu đỏ nhá. Không phải là đỏ chót đâu ạ, là màu đỏ mận cherry, nhìn rất là đẹp luôn. Biển 34, tư nhân sử dụng, bản sedan 2 đầu, cực kỳ phong cách và trẻ luôn. 218 triệu cho chiếc xe Lacetti SE đời 2009, nhập khẩu, động cơ trang bị 1.6 và em này là số sàn các bác nhé. Màn hình giải trí cam 360 đầy đủ rồi. Dàn lốp dày dặn, sơn si sạch đẹp, máy số thì ngon. Không đâm xô và không ngập nước, đấy là cái tiêu chuẩn vàng khi các bác mua xe bên em. Nội thất bên trong cũng cực kỳ sạch sẽ nhé. Anh ngày nào cũng xem em cảm ơn anh nhé. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ nhé. Tiện đây thì em cũng nói những cái bác nào mà xem trên YouTube của em thì cứ nhớ rằng số điện thoại của em thì inbox qua Zalo, đôi khi YouTube nó nhiều thông báo quá em không trả lời hết được. Thì các bác bên YouTube cứ kết nối Zalo cho em 0354602790 thì em sẽ tư vấn cho mình nhá, vì nhiều tin nhắn quá không trả lời hết được ấy. Bên đây thì em sẽ lên sóng một chiếc xe Vios này. Vios biển 37, nước sơn màu đen đẹp, đời 2009, động cơ trang bị 1.5. Em Vios số sàn này em Hương bán là 185 triệu. Nước sơn màu đen đẹp, xin nhan trên gương, có Vios đi rồi. Dòng Vios thì dù có giá rẻ, đời hơi sâu một chút thì nó vẫn cứ là bền bỉ này. Tiết kiệm nhiên liệu này, không sợ bị hỏng vặt. Nên là dù đời 2008, 2006, 2007, 2009 thì vẫn được lòng khách hàng nhà mình. Vì nó tiết kiệm nhiên liệu này, form dáng nhìn cũng trẻ trung. Bản sedan 2 đầu rộng rãi, ăn ít xăng. Chấm 1.5 nhưng mà dòng Vios nó ăn ít xăng các bác nhé. 185 triệu có xe Vios đi rồi. Em chào anh Hoàng Nguyễn, chào bác Phạm Lam. Còn ở đây những bác nào mà đang quan tâm về dòng xe Kia Rio,
Kia Rio nhưng mà số tự động màu đỏ thì em có này. Một siêu phẩm Kia Rio nhập khẩu đời 2012, em này là nhập Hàn nguyên chiếc rồi. Động cơ trang bị là 1.4, số tự động, giá chào bán là 340 triệu. 340 triệu gốc Hà Nội, các bác đừng hoang mang khi mà mua gốc Hà Nội nhé. Vì những dòng xe gốc Hà Nội em phải kiểm tra rất là kỹ. Sau cuộc thi bơi lội vừa rồi thì Hà Nội, các bác nhìn biển các bác hãi, nhưng các bác phải hình dung không phải xe nào gốc Hà Nội cũng ở Hà Nội, với cả không phải xe nào cũng bị ngập nước. Nếu như ngập nước thì em không làm. Nên về vấn đề về bơi lội các bác cứ hoàn toàn yên tâm thôi. Như thế nào em sẽ chịu trách nhiệm với mình khi mua xe bên em. Nên các bác yên tâm về gốc Hà Nội nhé. Nếu như gốc Hà Nội, mua xe Hà Nội các bác còn không đến mất 20 triệu tiền phí về Hà Nội đâu. Kia Rio đây ạ, nhập Hàn nguyên chiếc đời 2012, biển Hà Nội, lên đèn bi và giả đèn nét, zin đẹp toàn xe luôn. Giá chào bán 340 triệu. Em Kia Rio này là bản hatchback nhá, không phải bản sedan hai đầu đâu. City ạ, City thì mới hôm qua em chốt xong. Anh ơi, City thì mới hôm qua em chốt một chiếc City và một chiếc Civic. Em còn Honda thì chỉ còn CRV 5 chỗ gầm cao thôi anh ạ. Còn City và Civic hôm qua em chốt rồi. Anh Bùi Thảo để lại số điện thoại cho em. Nếu như mà có thì em sẽ alo cho anh luôn nhé. Đây ạ, Kia Rio nhập khẩu, zin đẹp, cửa lóc đầy đủ, xi nhan trên khương, 340 triệu, phanh ABS chống bó cứng này. Em này là bản hatchback nhưng không ngắn đâu. Gọi là nó nhỏ xinh hơn dòng sedan một chút thôi. Hatchback nhưng nó không phải ngắn như Morning hay i10 đâu ạ. Nhìn nó thon dài cơ. Còn nếu như khách hàng mà không thích màu đỏ này, không thích dáng hatchback thì em còn có màu trắng này. Một chiếc xe Kia Rio cũng là nhập Hàn nguyên chiếc, đời 2015. Em này zin đẹp toàn xe luôn, nhập khẩu nhá. Động cơ trang bị 1.4, số tự động đẹp, cam lùi, cam hành trình, xi nhan trên gương đầy đủ rồi. Dưới ghế da thì cao cấp luôn. 379 triệu. Trước em này là 390 triệu nhưng mà cắt xả luôn trên livestream ngày hôm nay. 379 triệu nhập khẩu nhá. Bác nào mà đi con này thì quá là yêu rồi. Bản sedan hai đầu, dáng đẹp, đi gia đình hai vợ chồng bằng B1, B2 đều có thể đi được. Cam hành trình đầy đủ rồi các bác này. Chỉ cần bấm cửa thôi là gương kính tự động cúp vào như thế kia nhá. Xi nhan trên gương, hệ thống phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh, màn hình, cam hành trình, giải trí đầy đủ rồi. Chào bác Bùi Ly, chào bác Kiều Ngãi này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? Mỗi khách hàng cho em xin một nút thôi. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Giá thì em cam kết cho mình luôn, cạnh tranh thị trường mà chất lượng phải là số 1 luôn nhé. Em chào bác Triệu Hóa Hưng này. Bên đây thì em có 5 chỗ ngồi gầm cao màu lâu đây. Em này cũng gốc Hà Nội, màu lâu đẹp đời 2016, giá chào bán là 425 triệu. Em này là số tự động. Còn em kia thì là số sàn nhá. Eco các bác hợp với cái màu này mà muốn đi số sàn hay số tự động, cái màu này em đều có. Số tự động là 425 triệu, số sàn chỉ có hạ 366 triệu thôi. Còn đây là chiếc số tự động đây ạ. Nói chung là về hình thức, ngoại hình nó tương đương như nhau, nhìn giống nhau lắm ạ. Cũng tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Em tự động này thì có thêm đề lổ thông minh. Đề lổ thông minh, em này là nhiều túi khí nhá. Còn em số sàn kia, số sàn kia thì là 366 triệu thôi. Có Vios không? Em chào anh Trần Thế Anh này. Vios thì hôm qua em mới về một chiếc Vios đời 2015, 350 triệu, màu vàng cát, không taxi, không khoan đục. Nhưng vì hôm qua mới về nên em chỉ quay hình ảnh trước thôi. Không biết là hôm nay các anh nên mang đi rửa dọn một chút cho sạch sẽ chưa nào. Anh Trần Thế Anh ơi, cùng em xem hết buổi báo giá này. Và đừng quên để lại số điện thoại nhá. Khả năng em nó nằm ở cái dãy bên kia, em chưa quay đến này, một chút nữa em sẽ quay. Em chào bác Việt Anh này. Anh Trần Thế Anh để lại số điện thoại cho em nhá. Em đang cập nhật là em đang có một chiếc 2015 Vios không taxi, không khoan đục, màu vàng cát, 350 triệu. Và hiện tại bên thợ nhà em đang vào trong Nghệ An là đánh một chiếc xe đời 2014 nữa. Thì chắc là phải sáng ngày mai mới lên sóng được nhá. Để lại số điện thoại cho em ạ. Em chào anh Sách Nguyễn này. Hôm nay thì em mới về thêm một em xe Kia Morning, số tự động đẹp, phân khúc chỉ có 158 triệu cho chiếc xe Kia Morning số tự động, biển Hà Nội. Có xe Matiz. Matiz thì em còn số tự động thôi anh ạ. Còn nếu như mà về số sàn, xe tập lái vài chục triệu thì em có xe Spark, anh Nguyễn Tiến Tâm ơi nhá. À bác Tâm, hôm qua cũng chốt cho một bác Tâm, nay cũng một bác Tâm.
Ok anh nhá, em nhìn thấy số điện thoại của anh Trần Thế Anh rồi. Anh Nguyễn Tiến Tâm ơi, em có sờ bắc nhá. Sờ bắc chỉ có 857580 triệu thôi. Số sàn 2 chỗ ngồi cũng có mà 5 chỗ ngồi cũng có. Em chào anh Nguyễn Đức Chí này, anh Trần Thế Anh ơi, đợi em một chút nhá, cùng em xem báo giá này. Nếu như mà hôm nay các anh mang cho đi rửa dọn thì tí em sẽ gửi hình ảnh và video cho anh. Kia Morning số tự động 158 triệu, động cơ trang bị 1.0, đời 2004, đăng ký lăn bánh lần đầu 2007 này. Những bác nào mà tầm kinh tế vừa mà muốn đi xe gia đình hai vợ chồng nhà mình cùng đi, đưa đón con hoặc cũng có thể là đưa đón ông bà khám chữa bệnh về quê, mà tầm kinh tế mình chưa cao, mình muốn mua một chiếc xe thay xe máy này, thì em có đây ạ, 158 triệu thôi. 158 triệu là có xe số tự động hai vợ chồng nhà mình cùng đi nhá. Hoặc nếu thấp hơn một chút nữa thì có một chiếc xe Kia Morning. Em này full đổ biển 37 rồi, em này thì số sàn, đời 2011, giá chào bán chỉ có 128 triệu thôi. 128 triệu có Kia Morning đi, số sàn. 158 triệu có Kia Morning, số tự động biển Hà Nội, hai vợ chồng đi quá là ok luôn. Em chào anh Minh Quân, em Minh Quân ơi. Bên đây thì em còn có một em Innova nữa này, nhưng em này thì có khách cọc rồi thì em sẽ bỏ qua này. Bên đây thì có 7 chỗ ngồi gầm cao, số tự động giá rẻ đây. Captiva số tự động đời 2007 biển Hải Phòng, giá chào bán 228 triệu, đời 2007, 7 chỗ ngồi, động cơ trang bị 2.4, cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí siêu to luôn, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo đầy đủ luôn. Kia K3 thì chắc phải tuần sau mới có anh ạ. Một bác ở trong Quảng Ninh hẹn em Hương có một chiếc xe Kia K3, nhưng bác bảo đã đợi anh đi du lịch về thì anh mới bán. Anh Minh Quân cứ kết nối Zalo, có em sẽ alo cho anh luôn nhé. Có em sẽ alo cho anh luôn. Tuần sau cơ, hôm nay tuần này bác đi du lịch rồi, hẹn em xem xe rồi, nhưng mà tuần này bận đi du lịch nên chưa lên xem xe được. Con chào dì Vũ Huế, dì ơi chia sẻ cho con nhé. Em chào bác đời phiêu bạc, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? 7 chỗ ngồi gầm cao, số sàn thì em có Captiva màu đồng đây. Captiva đời 2007, 7 chỗ ngồi đi gia đình, hay những bác nào mà công trình công trường, hay đơn giản là các bác mà mua cho thợ nhà mình thợ xây, hay là thợ sơn nhà mình đi ô tô thì không phải đi mua xe máy nữa này. 215 triệu, đời 2007, có Captiva đi. Chúc em Lê Hương sau khi xuống live chốt được nhiều xe, phun được nhiều, em cảm ơn anh nhé. Hầu như là cứ gọi là trộm vía đi, trộm vía là cứ đợt nào xuống live thì em cũng chốt được xe anh nhé. Cảm ơn anh Trung Nguyễn rất là nhiều. Hôm nay thì em cố gắng nói chậm hơn một chút vì nhiều bác trong miền Trung với miền Nam cũng gọi điện bảo Hương ơi nói nhanh quá anh không nghe kịp, nên hôm nay em sẽ nói chậm hơn một chút này. Em chào bác Đặng Hòa, em chào bác Sứ Lệnh Minh Anh này. Chia sẻ cho em Hương được không ạ? Mỗi khách hàng chia sẻ cho em một nút lên trang cá nhân và hội nhóm thôi ạ. Chốt xe nào bên em, dù là xe cỏ hay xe bán tải hay xe siêu lướt, em đều giảm cho mình 10 triệu lộc lá luôn. Bình thường các bác đi mua xe các nơi người ta sẽ giảm cho các bác 3-40 triệu. Nhưng phong cách làm việc bên em là bán sát giá luôn, gọi là chỉ là lộc lá cho khách thôi, chứ không nói thách. Nói thách để khách hàng hoang mang không biết giá nào mà mua. Đấy, nên là em chỉ nói gọi bớt lộc lá cho mình thôi. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Isuzu D-Max, một chủ sử dụng gốc Hà Nội, 100% là máy số zin, sơn zin bên ngoài đến hơn 90%, lên đèn bi salon rồi, cam hành trình, cam lùi, màn hình cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ nhá. Em Isuzu D-Max bán tải đây, zin đẹp toàn xe lên thùng cao rồi, 535 triệu, máy dầu 2 cầu, số tự động. Cho những bác nào mà quan tâm về bán tải của em Hương đây ạ. Bán tải em Hương nhiều lắm. Về thêm Nissan Navara này, về thêm Isuzu này, về thêm BT50. Nên là thời điểm nào mà bác các bác quan tâm bán tải với em Hương sẵn luôn, gần 10 đầu xe, 8 đầu xe bán tải luôn. Ở đây thì em Hương có một cặp Vios này. Chiếc xe Vios này là bản E xịn đời 2009, giá chào bán 208 triệu. Vios bản E xịn đây ạ. Có con Altis nào không em? Anh Đặng Hào ơi, Corona Altis đúng không anh? Altis đúng không ạ? Corona Altis thì em có đời 2010, số tự động. Xe của bác phó giám đốc huyện của bọn em bán lại. Đời 2010, số tự động, giá chào bán là 395 triệu. Dòng Corona Altis thì nó cũng như là dòng Camry.
rất là sang, không hề bị hỏng vật. Máy số thì cực đầm mà form dáng nhìn rất là trường xe luôn. Anh Đặng Hào đợi em một chút, để lại số điện thoại một chút nữa em sẽ quay cho anh con Atit nhá. Em có Corona Atit 2010, số tự động 395 triệu. Chào anh Tuấn Anh, chào anh Sĩ Nguyễn, chào anh Thịnh Hoàng. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Fiat bản e xịn đây ạ, 208 triệu đời 2009. Em Hương đang bán 208 này. Fiat bản limo đời 2010 giá chào bán là 206 triệu, biển 99 nước sơn màu đen. Biển 99 206 triệu cắt luôn trên livestream, tròn luôn này, còn 200 triệu tròn. Bản e xịn đời 2009 208 triệu cắt luôn trên livestream, còn 200 triệu tròn. Một cặp song sinh này các bác có 200 triệu nhặt một trong hai chiếc nhá, là có xe đi lại rồi, máy số cực ngon. Cam kết không đâm xô và không ngập nước. Chào anh Lương Thế, chào anh Thành Mara. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Số hotline em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Kết nối Zalo để được em Lê Hương tư vấn với giá đẹp nhá. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi biển 99 này. Chiếc cờ đuôi được sản xuất vào năm 2011, động cơ 1.6 số sàn, giá chào bán là 245 triệu. Form dáng rất là cứng cáp và đẹp luôn, 245 triệu đây ạ. Bên đây thì có một chiếc bán tải Nissan Navara. Nissan Navara đời 2017 nhập khẩu, số tự động. Em này 2.5 nhá, nhưng mà một cầu. Số tự động này là một cầu. Hai cầu số tự động thì em có BT50 và Isuzu D-Max này. Nissan Navara lên thùng thấp rồi, 535 triệu máy dầu, zin đẹp toàn xe luôn. Giá chào bán đây ạ, đời 535 triệu gốc Hà Nội biển 29 này. Eco Sport thì em có trước kia là số tự động đời 2016 là hơn 400. Thì nếu như bác nào mà thích dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao mà tầm kinh tế hơn 300 thì em cũng có đây. Eco Sport đời 2014 395 triệu thôi. 5 chỗ ngồi gầm cao không đắt như các bác tưởng tượng đâu ạ, không đắt đâu ạ. 395 triệu có Eco Sport bản Titanium cao cấp nhá. Xin nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ, túi khí an toàn quanh xe. 395 triệu đời 2014, số tự động đẹp. Cảm ơn 50 khách hàng của em Hương nào. Các bác ơi chia sẻ cho em Hương được không ạ? Để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình này. Chào anh Lê Thành, chào anh Nguyễn Văn Thế, chào anh Hoàng Tử. Chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao, số tự động cũng chỉ có 395 triệu thôi. Đời 2014, động cơ trang bị là 1.5 đây ạ. Ford Eco Sport trắng đẹp luôn, xin nhan trên gương. Xin nhan trên gương rồi các bác này, màu trắng đẹp. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng này, lốp lắp rất là dày luôn. Cửa lóc đầy đủ cho em rồi. Đây là bên trong nội thất của chiếc xe Eco 5 chỗ ngồi gầm cao, 395 triệu lên màn hình giải trí, đề lổ thông minh, ghế da căng mọng luôn. Em này là 6 túi khí an toàn. Cảm ơn bác Đình Quý này chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. Hôm nay thì em còn thêm về thêm rất là nhiều xe, thêm một chiếc xe Ford nữa đây, nhưng mà phải ngày mai mới lên sóng được. Bán tải mà giá rẻ hơn một chút thì em có một chiếc xe Ford Ranger. Ford Ranger 395 triệu đời 2013 nhập khẩu nhá. Nhưng em này là số sàn. Đây là chiếc bán tải số sàn duy nhất mà đang có bên em đây ạ. Ford Ranger 395 triệu bán tải này, em này chưa có thùng. 2013 nhập khẩu 2 cầu. Số sàn 2, bản này 2.2. Còn bên đây nếu như bác nào mà quan tâm về những dòng xe lướt lướt này, dòng xe siêu lướt lướt luôn. Một chiếc Mazda 3 phanh tay điện tử, 2 chế độ lái, được sản xuất vào năm 2017, giá chào bán là 555 triệu. 2017 các bác nhé. Động cơ trang bị 1.5, số tự động đẹp. 2 chế độ lái là chế độ lái thường và chế độ lái sport này. Em này thì form dáng mới của nhà Mazda rồi. Mặt logo Mazda nó sẽ không ăn vào lắp cabo như ngày xưa nữa đâu ạ. Mà nó rời hẳn xuống này, đèn bi có giải đèn nét rồi. 555 triệu zin đẹp toàn xe luôn. Đây các bác nhìn bên trong này, nội thất bên trong cực kỳ sang trọng luôn. Nhìn nó vẫn hơi lơ lớ một chút gì đấy, giống dòng xe Mercedes-Benz các bác nhé. Số tự động này, phanh tay điện tử, 2 chế độ lái đây. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh rảnh tay trên vô lăng. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng luôn các bác này. Hỗ trợ gảy số thể thao luôn. Đấy, phanh tay điện tử thì đây nhá. Nút này là cái nút phanh tay điện tử này, không phải là gạt phanh tay những dòng xe khác đâu. Mà em này nó thiết kế rất là xinh luôn.
phanh tay điện tử và hai chế độ lái Mazda form dáng mới 2017. Giá chào bán là 555 triệu. Chia sẻ cho em được không ạ? Em chào anh Nguyễn Thiện này. Chào anh Nguyễn Văn Dương, chào anh Dương Nguyễn này. Y10 thì em về rất là nhiều. Thời điểm hiện tại xăng nó đắt như vậy thì Y10 được bên em Hương quan tâm nhiều nhất là Y10 và Innova và Vios. Kia Morning, những dòng xe bền bỉ, không hỏng vặt và siêu tiết kiệm thì em Hương làm rất là nhiều. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Y10 màu trắng nhập khẩu này, đời 2014, giá chào bán chỉ có 195 triệu cho chiếc xe Y10. Đời 2014 nhập khẩu đây ạ, động cơ trang bị 1.0. Đấy, chưa đến 200 triệu có Y10 nhập khẩu đi, lên bộ mâm rất là đẹp. Xin nhan trên gương, xịn xò luôn rồi các bác nhá, sơn trắng đẹp. Innova thì cập nhật luôn tục. Điều đặc biệt là Innova nhà em là dòng xe 7 chỗ đang được khách hàng quan tâm rất là nhiều. Thì một chiếc xe Innova biển Hà Nội một chủ sử dụng, không qua dịch vụ và cũng không khoan đục. Dòng này Innova bây giờ các bác dịch giã đi du lịch nhiều, ổn định về dịch rồi, đi du lịch nhiều nên em làm rất là nhiều về dòng Innova. Tuyển chọn toàn những em xịn xò thôi các bác ạ. Nếu như mà năm ngoái mà nhập Innova về chỉ khóc thôi vì không bán được. Vì dịch giã là không ai đi nhiều với Innova. Nhưng thời điểm hiện tại du lịch lên ngôi rồi, các bác đi du lịch nhiều, nên là Innova của em Hương về cập nhật luôn tục cho mình. Innova đây ạ, số sàn, đời 2007, giá chào bán chỉ có 240 triệu thôi. Có màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ rồi. Táp ly táp lô đây các bác nhé. Dòng xe mà không taxi, không khoan đục, nhìn táp ly táp lô các bác sẽ biết ngay luôn là xe như thế nào. Chào anh Dương Nguyễn, chào anh Quý Hoàng, Quỳnh Hoàng, chào bác Hùng La, chào bác Tiến Nguyễn này. Chia sẻ cho em Lê Hùng không ạ? Cho em Hương lên 100 khách hàng ngày hôm nay đi ạ. 100 khách hàng ngày hôm nay. Bác nào mua xe nào, quan tâm về xe nào, em giảm kịch sàn cho mình luôn. Innova một chủ sử dụng bản 2.0, 7 chỗ ngồi, số sàn em Hương đang bán là 240 triệu một chủ nhá. Nói không với khoan đục, nói không với ngập nước luôn. Chào anh Lê Văn Lâm này. Kia Morning không chỉ sở hữu một chiếc màu trắng, màu bạc mà em còn có màu đỏ và màu xanh, màu vàng. Thì màu đỏ em quay rồi. Màu đỏ là 218 triệu, còn màu xanh này, màu vàng, tất cả đều là màu zin luôn thì em bán là 215 triệu. Nhô 200 triệu thôi là có Kia Morning rồi. 2016 màu xanh, 2016 màu vàng đều lên mâm đẹp hết rồi các bác nhé. Kia Morning cũng rất là lành luôn, ăn ít nhiên liệu, động cơ trang bị chỉ có 1.25 thôi, tương đương với Y10 thôi ạ. Bên đây thì còn có một chiếc xe Galaxy đời 2005 số tự động, động cơ trang bị 2.4. Em này thì 7 chỗ ngồi, số tự động, giá trên 200 này, 250 triệu gương kính auto tự động cho em rồi. Xin nhan trên gương, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Chào anh Lê Văn Lâm, chào anh Trúng Thạch này, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? Bên đây em Hương còn có hai em Isuzu cực to luôn. Isuzu máy dầu 140 triệu, Isuzu máy dầu 160 triệu. Highlander và Isuzu của em Hương đây ạ. Chỉ có hơn 100 triệu là sở hữu chiếc xe 7 chỗ ngồi dùng máy dầu. Đi công trình, công trường hay các bác mà vùng cao hơn muốn đi số sàn, máy dầu thì em Hương đáp ứng cho mình được hai chiếc Isuzu này. Bình thường nếu như các bác trong đô thị thì các bác nhìn xe này thì không khoái, vì trong đô thị đi sẽ to và vướng. Nhưng những cái bác nào mà vùng cao hơn, hoặc các bác làm bên công trình, công trường mà quanh năm xa vợ xa con đi nào mà khu vực cao và sâu thì các bác nhìn Isuzu của em Hương là mê luôn. Đi rất là sướng luôn. Cao như thế này, thoáng như thế này thì có vùng cao hay vùng trũng cũng đều ok nhá. Máy dầu nữa, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. 140 và 160 là có Isuzu đi rồi. Bên đây thì còn có một em Mazda Fremacy đời 2003. Em này là 7 chỗ ngồi, động cơ 1.8, giá chào bán 162 triệu. Số tự động đẹp, sơn si sạch sẽ, máy số rất là ngon luôn. Y10 em nhiều rồi. Nhưng Y30 thì em chỉ có đúng hai chiếc duy nhất thôi. Một chiếc Y30 màu trắng. Còn ở đây là một chiếc xe Y30 bản Crown cao cấp full kịch, nhưng mà là bản hatchback các bác nhé. Y30 bảo màu trắng là sedan hai đầu, nhưng Y30 của chiếc xe Crown này của em màu xanh này là bản hatchback rồi. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Ba mắt cảm biến va chạm phía sau. Cam lùi đầy đủ rồi, nước sơn màu xanh đẹp. Thì có Y30 đây ạ. Y30 của em đây nhá, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, ghế da zin, máy số xịn xò luôn.
Đây ạ, các bác bình thường các bác hỏi là phanh tay của em nó ở đâu thì đây nhá. Thiết kế gấn cũng giống giống như dòng xe sang xe mẹc đấy ạ. Em này với cái giá chỉ có 275 triệu thôi. 275 số tự động i30 mà dáng chỉ như i10 thôi. Bác nào mà có trên 200 triệu muốn mua xe số tự động nhỏ gọn xinh thì em có i30 đây ạ. Sấy sưởi kính rồi, có luôn cả sấy sưởi ghế luôn. Màu xanh đẹp. Bác nào hợp phong thủy màu xanh thì có i30 nhá. Động cơ trang bị 1.6. Chiếc i30 này được sản xuất vào năm 2008 ạ. 275 triệu phanh A chống, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Động cơ trang bị 1.6. Chào anh Nguyễn Văn Thắng, chào anh Văn Thắng, chào hai anh Thắng luôn ạ. Cho em gửi lời chào đến hai anh Thắng luôn. Bên đây thì còn một em siêu phẩm Gencha. Em này là bản sedan 2 đầu nhưng giá chỉ có 125 triệu thôi. Thay một chiếc xe máy cho mình đi lại đỡ lắng mưa mà điều hòa mát lạnh. Động cơ trang bị 1.5. Đời 2008 có Gencha đi, 125 triệu biển 36 này. Biển 36 cho chiếc Gencha đi. Dù các bác có đi gia đình hay là mua về để cho các bác thuê học lái rất là ok, hoặc thuê xe. 125 triệu thôi ạ, có Gencha đi nhá. Máy dầu thì em Hương có bán tải máy dầu Isuzu máy dầu và một chiếc Santa Fe nữa. Em Santa Fe này cũng là bản Gold máy dầu. Đời 2002 và đăng ký là 2007, số tự động 7 chỗ ngồi. Cắt xả lỗ trên livestream ngày hôm nay còn 215 triệu. Y10 200 được không chị Hương? Không biết là bạn Quốc Tuấn y quan tâm Y10 nào hay không mà 200 triệu nhỉ? 200 triệu chỉ đi được Y10 2014 thôi là 195 triệu. Còn những dòng kia 2015 thì một chút nữa thì mình lại số điện thoại mình sẽ tư vấn nhé. Chào bác Hoàng Văn Hậu, chào bác Thành Thắng Hà, chào bác Xuân Giang. Santa Fe bản Gold máy dầu đời 2002, đăng ký lăn bánh 2007 Hàn Quốc. Giá chào bán đây 215 triệu cắt lỗ trên livestream luôn. Ở đây một chiếc xe mẹc giá rẻ nhá. Bản gốc Hà Nội, một chủ sử dụng mẹc C240. 199 triệu có xe mẹc đi. Bên đây thì mới về thêm một chiếc xe Kia Rio. Em này là số tự động nhá. Chiếc xe Kia Rio số sàn gốc Hà Nội của em Hương số sàn đây. Hôm trước em bán là 325 triệu thì hôm nay em chốt rồi. Khách cọc 100 triệu để rút hồ sơ rồi nên là em sẽ dừng giao dịch chiếc xe Kia Rio số sàn nhá. Cho xem là i30. Dạ vâng anh Thắng Hà ơi, i30 thì em có hai chiếc. Chiếc i30 màu xanh này là bản hatchback, form dáng là hatchback thôi nhưng không hề bị ngắn đâu ạ. Đây ạ, màu xanh đẹp cửa lóc. i30 này chỉ với giá là 270 triệu thôi, nhập khẩu số tự động. Động cơ trang bị 1.6 nhá. Bên ngoài đây em nhìn các bác nhìn này, anh Thắng ơi. Đèn bi salon này, đèn gầm có rồi, nước sơn màu xanh đẹp, xin nhan trên hông. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Phím bấm mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Đi vào sâu bên trong là ghế da zin cao cấp này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Sấy sưởi kính có luôn cả sấy sưởi ghế này. Đây là phần phanh tay của xe này. Tay phanh đây ạ, màn hình đây. Hỗ trợ đầu DVD. Gương kính auto tự động cho em. Và chiếc i30 này của em còn có cả cửa lóc nhé. Anh Thắng Hà để lại số điện thoại thì em sẽ tư vấn cho mình về chiếc xe i30 này kỹ hơn. Cũng như là gửi thêm cho anh hình ảnh và video để anh xem chi tiết về chiếc xe i30 của em Hương đây ạ. 275 triệu cho chiếc xe i30. Trực tiếp nếu như mà anh Thắng Hà chốt trên livestream ngày hôm nay, giảm luôn 10 triệu đồng trên livestream cho anh Thắng Hà luôn. Nhiều khách hàng rất khoái chốt trên livestream của em Hương vì giá trên livestream mà nói là không rút lại được rồi. 265 triệu chốt trên livestream cho em. Vì giá mở là 275 triệu mà. Đời 2008 này. Anh Thắng Hà để lại số điện thoại cho em thì em sẽ tư vấn cho mình kỹ hơn này. Chào anh Quyến Trần, chào anh Phạm Đình Tạo này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Kia nữa đây. Kia đời 2015. Giá chào bán là 379 triệu. Bản nhập khẩu số tự động. Động cơ trang bị là 1.4 nhá. Kia Rio số tự động đây ạ. Form dáng sedan 2 đầu đẹp, nhập Hàn nguyên chiếc. Biển 20. Đèn halogen xin nhan kết hợp trên gương rồi mà chỉ có 379 triệu thôi. 379 triệu ghế da cao cấp. Các bác nhìn này, ghế da thêm cái bộ áo rất là sang luôn. Màn hình giải trí OLED cỡ lớn này.
đề đổ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng. Anh Thắng Hà ơi, để lại số điện thoại một chút nữa xuống live stream để em sẽ tư vấn cho mình kỹ hơn. Gửi thêm cho mình hình ảnh chi tiết về chiếc xe i30 anh này. Gửi thêm cho anh về chi tiết thêm về chiếc xe i30 nữa. Để lại số điện thoại cho em anh nhé. Em chào anh Bằng Vũ này. Khách đang gọi rồi, em xin phép một phút thôi ạ. Alo ạ. Dạ. Alo. Đời bao nhiêu bạn? 2016 à? Thế bạn kết nối Zalo cho mình vào số này rồi mình một chút nữa mình đang live stream nhé, rồi tí mình xuống mình tư vấn cho nhé. Ồ, kết nối Zalo số này nhé. Mình hiểu mà, mình hiểu mà. Kết nối Zalo cho mình nhé. Ok bạn, ok bạn. Này, tiếp tục quay các bác này. Bên đây thì em Hương còn có một siêu phẩm CDX. CDX số tự động đời 2009. Em CDX này nhập khẩu. Nếu chung, nói chung là nếu với cái cửa tiền mà trên 200 mà muốn xe số tự động này, nhập khẩu này, cửa lóc, màn hình giải trí, phanh ABS, thì CDX là một sự lựa chọn hàng đầu luôn các bác nhé. CDX với động cơ 1.6 số tự động giá chào bán chỉ có 238 triệu thôi. Lước sơn màu xanh cực kỳ cứng cáp luôn. CDX đây, đời 2009, giá chào bán 238 triệu. Chào anh Đinh Tiến Hòa, chào anh Nguyễn Tuấn Anh. Anh Nguyễn Tuấn Anh ơi, xem Innova thế nào rồi anh? Hiện tại bây giờ bên em rất là nhiều Innova luôn. Đều là tư nhân không khoan đục. Nếu như mà khoan đục thì sẽ rẻ hơn tầm 30 triệu. Nhưng mà em không làm dòng khoan đục. Làm khoan đục mệt lắm ạ, nhưng không dám làm. Nên là bây giờ em đang sở hữu rất là nhiều Innova luôn. Nếu như mà chốt được vào giá là làm việc anh nhé. Bên đây thì còn có i10 này. i10 2016 bản nhập khẩu động cơ 1.0. Giá chào bán đây ạ. Giá chào bán 216 triệu cho chiếc xe i10 của em Hương. Innova vàng cát về chưa? Innova vàng cát đâu nhỉ? Đây anh ơi. Đây rồi. Đây ạ, một chiếc xe Innova anh Nguyễn Tuấn Anh ơi, xem luôn Innova trên livestream của em nhé. Biển 19 này. Cam lùi đầy đủ, hai mắt cảm biến va chạm phía sau, Innova bản G. Đời 2007 của em Hương đây ạ. Không taxi, không khoan đục luôn anh nhé. Bản G đẹp của em đây. Giá chào bán con này là 250 triệu, 7 chỗ ngồi. Động cơ trang bị 2.0. Các bác nhìn này, nhìn xe gia đình đi nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Cực kỳ sạch sẽ, rất là đẹp luôn. Túi khí an toàn, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Trần nỉ nguyên zin, bác chủ cũ bọc ly lông rất là sáng luôn. Đấy, 250 triệu chốt trên livestream của em Hương đi ạ. 240 triệu cho bác nào quan tâm về chiếc xe Innova của em Hương đây ạ. Rất là nhiều Innova luôn. Innova đây anh nhá, 250 triệu còn 240 triệu trên livestream luôn ạ. Biển 19 đẹp luôn, không khoan đục, không taxi. Còn đằng sau lưng em Hương hôm nay thì em Hương còn có một siêu phẩm nữa đây. Một siêu phẩm Accent. Accent đời 2018, nước sơn màu đen đẹp, biển 98. Đèn bi salon, giải đèn LED định vị ban ngày. Xin nhan kết hợp ở trên gương rồi. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 9 này. Accent đời 2018, giá chào bán chỉ có 416 triệu thôi. Em này là số sàn đời 2018 này. Đây em quay luôn cả odo nhá. Odo chuẩn của em này là 5 vạn mốt. Hỗ trợ cho em mà chống trơn trượt. Số sàn, tổ hợp, phím bấm, khẩu lệnh trên vô lăng. Số sàn ghế da đẹp căng luôn. 416 triệu đây ạ. Accent số sàn đây, một chiếc duy nhất về bên em. Quay kỹ cho các bác xem này, lốp láp dày như thế này mới đét luôn. Phanh ABS chống bó cứng xin nhan trên gương. Một chiếc Accent số sàn màu đen đẹp đời 2018. Đời 2018. Giá chào bán 416 triệu cho khách hàng nào quan tâm của em Hương đây ạ. Accent màu đen là số sàn này. Tiếp tục đi lên đây có hai em xinh gái ngang ngửa nhau đứng cạnh nhau luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Anh Ngọc Khang ơi, anh Tạ Hữu, anh Hạ Tạ Hồ Hữu này, anh trai nghèo, anh Nguyễn Linh ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em. Accent đằng sau là 416 triệu đời 2018 số sàn. Ở đây thì em còn có Accent đời 2019 này, số tự động, zin đẹp toàn xe. Không một lỗi nhỏ, nếu như mà lỗi đốt xe bù thêm cho các bác 500 triệu nữa.
Một chiếc Accent đời 2019 số tự động nhập khẩu, động cơ trang bị 1.4, nước sơn màu đỏ đẹp, xin nhan trên gương, đèn bi salon có dải đèn nét rồi, giá chào bán 495 triệu, zin từng con ốc luôn. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 2 2023. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, tối khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Em này nhận xe là order chuẩn của em Hương là 2 vạn, order chuẩn là 2 vạn luôn, túi khí an toàn. Phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh các bác nhìn xe này. Quá là chất luôn, không hiểu anh nào cứ thả phẫn nộ ở đây thế nhở. Đang livestream, đang đọc bình luận cứ nhìn thấy cái phẫn nộ là phải để ý. Đây nhá, phải tả tim thả like mạnh mẽ lên cho em. Xe chất lượng như thế này, lúc nào cũng có sẵn hơn 100 đầu xe phục vụ khách hàng, các bác phải yêu thích em Hương chứ này. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau đầy đủ, hệ thống phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh này. Giá chào bán của chiếc Accent này là 495 triệu đời 2019 nhập khẩu đây ạ. Cảm ơn anh Tạ Hữu Hồ đây. Anh ơi, em là Lê Hương. Anh lại nhầm chị rồi, anh lại nhầm cô chị rồi, em là cô em. Cô em này chuyên làm xe hộ cận nghèo đây anh ơi. Accent anh nhá, Accent 495 triệu đời 2019 nhập khẩu đây. Em là Lê Hương, em xin tự giới thiệu em là Lê Hương. Số hotline của em là 0354602790. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Bên em chuyên cung cấp và đáp ứng cho khách hàng nhà mình những mẫu xe từ 70, 80 triệu cho đến trên 1 tỷ. Nhiều nhất vẫn là i10, Vios, Kia, Morning, bán tải và những dòng xe Accent và Vios nhé. Dòng xe siêu lút lút mà tỷ, 2 tỷ các bác hỏi em không có đâu. Nhưng mà xe i10, xe Vios, Accent bán tải mà cứ từ 500 triệu, 600 triệu quay đầu thì em rất là nhiều luôn. Chuyên làm những dòng xe cận nghèo và hộ nghèo cho nông dân các bác nhà mình đi xe đỡ lắng mưa, phục vụ công việc của mình. Cảm ơn anh Hà Nguyễn ạ, chào anh Bùi Hùng nhé, chào bác Tăng Tiên Sinh này, Tăng Tiên Sinh. Accent đỏ của em là số tự động đây ạ, zin đẹp toàn xe, bao tết cho mình 72 tư thế luôn. Giá chào bán 495 triệu, còn em hoa hậu ngày hôm nay, hôm mới cập bến từ hôm qua thôi, em hoa hậu ngày hôm nay đây ạ. Vios bản e xịt đời 2015, giá chào bán 350 triệu, động cơ trang bị 1.5 số sàn biển 98 này. 9899, toàn anh em họ hàng của Hải Dương thôi. Vios bản e xịn màu vàng cát, xin nhan trên gương. Xe của bộ luôn các bác nhé, xe của bộ luôn, cán bộ cấp cao luôn. 350 triệu cho chiếc xe Vios, không qua taxi, không qua dịch vụ. Màn hình giải trí Vios 2015 của em Hương này là form dáng mới đét luôn. Form dáng mới, máy số zin đẹp. Bao nhiêu tiền ạ? 350 triệu thôi ạ. Cảm ơn anh Hà nhá. Nói chung là ở Hải Dương mà đội lón bán ô tô mà chân dài chỉ có mình em thôi. Còn các chị đấy bán xe là xe mặc Jeep, xinh gái trắng trẻo cơ. Còn mỗi em đen xì xì là em Hương nhá. Chào anh Ngô Nhã Thanh này. Đây ạ, Accent 2019 495 triệu, Vios 2015 350 triệu thôi. Còn i10 thì bên em Hương là tuyển tập i10 luôn. Tuyển tập i10. Em chào anh Hoàng Đình Thuyên này. i10, một chiếc xe i10 đời 2016 nhập khẩu, số sàn em Hương đang bán là 268 chiếc xe i10 đây ạ. 268 chiếc xe i10 màu trắng này. Kia Morning màu trắng 2016, giá chào bán 215 triệu. Còn một chiếc xe cán bộ cấp cao của em Hương này, mới về một chiếc xe Toyota Camry. Camry được sản xuất vào năm 2009, em này nhập đài số tự động, biển Hà Nội các bác nhé. Biển, biển 37. Biển 37, một chủ từ mới sử dụng, Camry cán bộ cấp cao, 415 triệu. 415 triệu có Camry số tự động đi ạ. 415 triệu một chủ sử dụng. Tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng, màn hình giải trí, túi khí an toàn, điều hòa auto tự động, xin nhan trên gương. Bác nào mà thích dòng xe đẳng cấp, khẳng định được thương hiệu của bản thân thì em có Camry nhé. Camry 415 triệu đời 2009 ạ. Có Camry đi rồi. Mệt quá. Livestream hơn 1 tiếng đồng hồ. Cảm ơn 50 khách hàng đã cùng em Hương đi xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Để hôm nay em sẽ lên sóng. Mọi ngày em chỉ lên được 70% xe thôi. Hôm nay em sẽ lên hết 100% xe đang có tại bãi luôn. Bên đây thì em còn có một em i10 này. i10 bán bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu cho hết, không bao giờ thiếu i10. i10 lúc nào cũng phải trên 10 đầu xe với i10.
đặc biệt nhiều nhất vẫn là màu trắng, đủ và thiếu hôm đều có hết. À, nói chung là xe mà dòng 20 triệu thì em cũng chưa hình dung ra là xe nào. Nhưng mà thấp nhất mà xe thì có phải có 75-80 triệu thì mới đi được anh nhá. Còn xe 20 triệu thì lên dãy rồi không đùn xuống xuống lương được anh ạ. Anh ạ, chị anh Ngô Nhã Thanh ơi, chỉ sợ xe 20 triệu rồi lên được đến dãy nhưng tí lại thả dốc cho tự trôi xuống lương thôi. Nên là xe mà để trèo lên được dãy mà xuống được lương thì phải là 75-80 triệu anh Ngô Nhã Thanh nhá. Em chào anh Nguyễn Đại, chào anh Trần Cường, chào anh Bình Ta. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. i10 bản đủ thì em Hương còn có đời 2015, nhập khẩu số sàn 248 triệu có i10 biển 37 này. Kia Morning số tự động em có hẳn 2 chiếc luôn. Chiếc này bản nhập khẩu đời 2009 là 225 triệu. Biển Hà Nội số tự động 1.0 có Kia Morning số tự động đi. Em đang về thêm một chiếc xe Kia Morning 2011 nữa. Bản lắp ráp trong nước, máy số thì ngon mà giá chỉ có 218 triệu thôi. Honda City và cũng như là Honda Civic thì em Hương tạm hết nhá. Em về nhiều dòng xe vì i10 hơn. Còn dòng Honda thì em chỉ có Honda CR-V 5 chỗ ngồi gầm cao thôi. Chào anh Lương, chào anh Hoàng Đình Trọng Hưng nhé. Bác Bùi Thảo ơi, Honda City em tạm hết, em có Camry thôi. Em có Toyota Camry và Vios và Accent thôi. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10 nữa đây. i10 đời 2015 bản nhập khẩu giá cực yêu luôn. Động cơ trang bị là 1.0, 5 chỗ ngồi, số sàn có i10, xin nhan trên hông, máy số ngon, nội thất ghế da rất là đẹp luôn, phối cái màu rất là đẹp. Quan trọng là giá nhá, giá chỉ có 218 triệu thôi. Đề có màn hình giải trí rồi. Ghế da hai màu đen và đỏ i10 đây ạ. Siêu phẩm i10, máy số ngon, đánh giá rất là cao với chiếc xe i10 này của em Hương luôn. Thọ đi bắt xe xem xe, bác chủ nhà thì rất là cảm tình luôn, bán lại cho em Hương. Chiếc xe rất là đẹp, màn hình giải trí cỡ lớn mà giá cực yêu luôn. i10 nhập khẩu 2015, 218 triệu, đời 2015 nhập khẩu có i10 đi. Đăng ký đăng kiểm có đến tháng 6, 2023 nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Đến tháng 6 và tháng 12 cơ. Còn nếu như mà muốn lên lương và lên dãy thì em có một chiếc xe Sờ Bắc. Ui nhọc quá. Sờ Bắc đời 2009 giá chào bán có 80 triệu thôi. Bác nào mua về lên lương lên dãy thì em để cho mình 75 triệu. Sờ Bắc màu xanh, máy số ngon, điều hòa mát lạnh, lên mâm đầy đủ rồi. 80 triệu còn 75 triệu. 80 năm còn 70 triệu chiếc Sờ Bắc, động cơ trang bị 0.8, đèn pha và mặt sáng choang luôn. Đăng ký hai chỗ ngồi, hai vợ chồng lên lương ngồi đằng trước, còn đằng sau các bác có thể để ngô khoai sắn đầy đủ cho mình. Hoặc bác nào ở thành phố thì mua về cho vợ đi lấy hàng, đi chở hàng, đi lắp điều hòa, xe đăng ký hai chỗ ngồi. Hay còn gọi là một em bán tải siêu mini nhá. Sờ Bắc đây ạ, 80 triệu thôi, còn 75 triệu cho chiếc Sờ Bắc, máy số cực ngon luôn. Innova thì chiếc này của em Hương cũng là Innova nhưng bản G nữa đây. Innova bản G 225 triệu đời 2007. Động cơ trang bị 2.0, số sàn nhá. 7 chỗ ngồi 2.0 có Innova này. Để cho em Hương nói nhiều trêu cho đỡ mỏi. Mệt rồi đấy anh ạ. Hôm nay là livestream nhiều hơn mọi ngày rồi. Mọi ngày chỉ nói được 80% xe có tại showroom thôi, hôm nay là nói hết luôn. Innova bản G 2007 đây, 225 triệu. Còn bên đây còn có một chiếc xe Sờ Bắc siêu nhân. Sờ Bắc siêu nhân số tự động đẹp, 5 chỗ ngồi, giá chào bán là 235 triệu. Có Sờ Bắc siêu nhân đi, màu trắng đẹp, số tự động. Đời 2015, Sờ Bắc 215 triệu. À xin lỗi, đời Sờ Bắc 235 triệu, đời 2015. Còn bên đây em còn có một chiếc xe Mẹc này. Mẹc C250 bản Blue cao cấp nhất của dòng Mercedes-Benz. Biển Hà Nội, 10 mắt cảm biến va chạm quanh xe, phanh ABS này. Mâm là dạng tăm như này, rất là đẹp nhé, xi nhan trên gương. 379 triệu cho chiếc xe Mẹc này. Chào anh Nguyễn Hùng này. Chào anh Lại Đình Tuấn ạ. Bên đây thì có Vios bản E xịn 350 triệu đời 2015. Bên đây thì còn có Accent đời 2019 siêu luốt, số tự động, nhập khẩu 1.4, 450 triệu. Và một dàn hoa hậu ở đây nữa là i10 Camry. i10 biển 37 bản đủ đây. i10 màu trắng biển 37 bản đủ đây, xi nhan trên gương, phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Em i10 bản đủ này là 248 triệu. i10 bản thiếu phía sau kia là 218 triệu.
đủ và thiếu, chênh nhau tầm 30 triệu rồi. Em này là Kia Morning biển Hà Nội dành cho bác nào hai vợ chồng trẻ muốn mua xe thay xe mưa nắng. Nhỡ may mà có lấy vợ xa thì mua ô tô về quê vợ cho đỡ ngại. Đúng không ạ? Camry một chiếc duy nhất, một chủ sử dụng xe cán bộ của em Hương 415 triệu. Có lẽ là em sẽ quay lốt à. Bác nào mà đang quan tâm Fortuner thì nhấc máy nhá, Fortuner vừa mới về đấy. Một chiếc xe Fortuner mới về của em Hương này. Fortuner máy xăng, số tự động 2 cầu. Số tự động 2 cầu 7 chỗ ngồi có Fortuner mà giá chỉ có 386 triệu thôi. Fortuner mà giá rẻ như Morning Vios thế này. Rẻ như Morning Vios luôn. Đời 2011 Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động 386 triệu. Nhiều nhất vẫn là dòng xe i10 nhé. i10 số tự động 2015 bản nhập ấn đây 320 triệu. Bên đây thì còn có Nasetti SE 210 triệu đồng số sàn nhập khẩu này. Chevrolet Cruze đời 2012 258 triệu. Em chào anh Nguyễn Văn Phán này, chào anh Nguyễn Huy này. Innova một chủ sử dụng. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao. Dòng 7 chỗ ngồi 223 triệu trở lên à. 223 triệu đúng không anh Huy Nguyễn? Nói chung là tầm 223 triệu mà có 7 chỗ. Thì em có Captiva nhé. Captiva. Và có Kia Carin. Anh Huy Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em. Sao tên của anh lại quen quen nhỉ? Anh Huy Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. À, đời 2013. Đời 2013 mà 7 chỗ ngồi hiện tại em cũng không còn rồi. Captiva em chỉ còn đời 2010 thôi. Kia Carin 2010, Captiva và Innova thì đều là 2007 nhá. Em chào anh Nguyễn Văn Tất này. Anh Huy Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em. Nếu như 7 chỗ ngồi thì có mỗi Fortuner vừa mới về thôi anh ạ. Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động. Fortuner em không đang bán ở trên 300 triệu có Fortuner đi. Em nhìn thấy số điện thoại của anh Huy rồi. Em sẽ chụp lại màn hình này. Chào anh Trần Dung này. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Hương xem hết buổi báo giá ngày hôm nay. Hôm nay thì em Hương có động lực là khách hàng chia sẻ, quan tâm, hỏi rất là nhiều về xe. Nên là em đã live stream hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Thật sự là hơi mệt một chút vì Hải Dương rất là nắng. Nếu như khách hàng nào mà mới xem buổi báo giá của em thì cho em xin tự giới thiệu lại. Em tên là Lê Hương, chuyên mua bán và trao đổi những dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Giá chào bán chỉ từ 70. Nếu như có những dòng Matiz thì chỉ từ 60 thôi. Cho đến tầm 1 tỷ quay đầu em sẽ làm nhé. Hiện tại bên em về rất là nhiều như i10, Kia Morning, Vios, Accent. 7 chỗ ngồi thì có Innova, Fortuner và những dòng xe Captiva và Kia Carin này. 5 chỗ ngồi gầm cao cũng rất là nhiều. Nếu như khách hàng nào mà quan tâm thì kết nối qua Zalo cho em 0354602790 thì để em Lê Hương tư vấn thêm cho mình nhé. Cảm ơn bác Phương Trần, cảm ơn bác thần Trần thêm đã vào xem buổi báo giá của em. Nhưng mà hôm nay em xin phép được nghỉ đây. Nói hơn 1 tiếng hơi mệt, nói bị hụt hơi rồi. Cảm ơn khách hàng đã quan tâm ủng hộ em ạ. Đừng quên số hotline của em ạ. Nếu muốn xem xe và chạy thử xe để cảm nhận chất lượng xe trước khi xuống tiền mua xe thì cứ đến trực tiếp với địa chỉ của em Hương, 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương nhé. Kết nối qua Zalo cho em. Nếu như mà vào trong showroom rồi mà giá chưa ổn định thì các bác cứ bảo là đây là anh là bạn của Lê Hương thì em sẽ để cho mình một cái giá rất là ok nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 các ngày trong tuần. Ngày mai thì em sẽ lại lên sóng báo giá tiếp nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc khách hàng nhà mình có một tuần làm việc hiệu quả và năng lượng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.